Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Tử vi năm 2021 tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004 nam mạng. Thứ nhất, tổng quan năm 2021 Nam mạng sinh năm 2004, tuổi giáp thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là quá thụ chi hầu, tức khỉ leo cây. Mệnh tuyền trung thủy, nghĩa là nước trong suối, sao chiếu mệnh gặp sao mộc đức, vận hạn, hạn huỳnh tuyền, vận niên hầu thực quả. Thái tuế năm 2021, không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2021, không phạm hạn tam tai tuổi kim lâu năm 2021 không phạm hạn kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2021 phạm hoang ốc tam địa sát. Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2021. Tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2021 gặp sao mộc đức chiếu mệnh sao mộc đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn một số tác động thường gặp đối với người có sao mộc đức chiếu mệnh được quý nhân trợ mệnh có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời mặt trăng thoát khỏi mịt mờ tối tăm tuy nhiên với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng đề phòng thất bại hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi, nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ là sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán, có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức, công việc bình an, sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao, đề phòng thương tật ở mắt gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an không có gì đáng ngại người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn thuận lợi là thế nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh không nên quá tự phụ kiêu ngạo hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước gặp phải chuyện khó thì hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết để tăng cường thêm cát khí, tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành, vòng tam hợp quý nhân phù trợ, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải tai ương, đem đến may mắn, bình an, quý nhân phù trợ cho thân mệnh, vượng tài, vượng vật. Thứ ba Vận hạn tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2021 Quý bạn tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nam mạng trong năm 2021 gặp hạn huỳnh tuyền. Hạn huỳnh tuyền chủ về sức khỏe, chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm điều gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường hay bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, chắc trở nhìn chung tất cả các công việc liên quan đến đường thủy đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ sẽ, sẽ mang họa gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như gia đình không được ổn định để giải hạn huỳnh tuyền bạn cần lưu ý huỳnh tuyền là hạn về sức khỏe nhẹ thì sức khỏe suy yếu nặng có thể dẫn đến tử vong vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe không nên chủ quan coi thường bệnh tật mà dẫn tới huỳnh tuyền trọng bệnh số lâm trung về làm ăn không nên kinh doanh buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình đặc biệt bạn không nên tham gia những công việc không phải của mình kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình nếu bạn muốn giảm nguy cơ rủi ro, tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huynh tuyền, đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng gốc rễ của phúc đức, vận may. Thứ tư, hạn Thái Tuế. Trong năm 2021 có 5 con giáp phạm hạn Thái Tuế, đó là tuổi Sửu, mùi, thìn, ngọ, tuất. Như vậy trong năm 2021 thì tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004 nam mạng không phạm hạn Thái Tuế. Thứ năm, hạn Tam Tai. Hạn Tam Tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi người tam có nghĩa là ba số ba thứ ba còn tai có nghĩa là tai họa họa hại và trong một đời người cứ như vậy sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tỵ dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tỵ ngọ mùi Bản mệnh tuổi giáp thân theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, bính dần, đinh mão, mậu thìn, mậu dần, kỷ mão, canh thìn, canh dần, tân mão, nhâm thìn, nhâm dần, quý mão, giáp thìn, giáp dần, ất mão, bính thìn. Như vậy trong năm 2021 tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng không phạm hạn tam tai. Thứ 6. Hạn kim lâu. Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1 3 6 8 thị kim lâu, tức tuổi âm chia cho số 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư 3 phạm kim lâu thê, dư 6 phạm kim lâu tử, dư 8 phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi giáp thân sinh năm 2004, nam mạng là 18 tuổi âm, không phạm hạn tuổi kim lâu. Để kích hoạt mở cung tài lộc, trong năm 2021, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để khai vận tài lộc luôn đem lại may mắn. Thứ bảy, hạn hoang ốc. Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau, các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là 3 cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát và ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán ra bại sản, nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó, đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư, trường hợp dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2021 tuổi giáp thân sinh năm 2004 nam mạng là 18 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc tam địa sát thứ 8 vận niên năm 2021. Nam mạng sinh năm 2004 tuổi Giáp Thân trong năm 2021 gặp vận niên hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm, đường công danh như dòng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ, kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đoạt được khoa bảng. Tuy nhiên trong năm gặp vận niên này thì đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ, ghen bóng ghen gió, bởi vậy năm này bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh like và chia sẻ video này để ủng hộ cho phong thủy bạch dương nhé hẹn gặp lại các bạn trong video sau